Có một người ở châu Âu luôn theo sát tình hình tại Nga. Hitler giết hàng triệu người trong thời gian ngắn quả là một thành tích nổi bật. Holocaust lúc này mới chỉ là một ý tưởng trong đầu Hitler. Chuẩn bị cho một trật tự thế giới mới. Hitler's distorted vision of the world began to take a real shape. Thế giới quan méo mó của Hitler đã bắt đầu hình thành từ đây. Occupied Czechoslovakia. Sát nhập Áo. It became clear to everyone to avoid a global catastrophe. Muốn tránh một thảm họa toàn cầu thì cần phải chặn đứng Hitler. Stalin refused to join the anti-Hitlerian coalition. Nhưng Stalin đã từ chối tham gia liên minh chống Hitler. Their idea was to destroy old order. Ý tưởng phá hủy trật tự quyền lực cũ ở châu Âu. Stalin's big idea. Let Hitler be a bad guy. Cũng là ý định của Stalin. Nhưng Hitler lại bị cho là kẻ ác. Chúng ta sẽ phá hủy các trật tự cũ ở châu Âu. Sẽ không còn quốc hội, công đoàn, quân đội và chính phủ. Và sau đó Stalin sẽ xuất hiện như một người giải phóng. Hàng triệu người mắc kẹt trong các trại tập trung đang chờ được tự do. Stalin và Hồng quân của ông ta sẽ đến như những người giải phóng quân. Đây là kế hoạch của ông ta. But Hitler had neither the resources nor the secure. Nhưng Hitler thiếu cả nguồn lực và sân sau an toàn. Để bắt đầu một cuộc chiến quy mô lớn. Vì thế, vào ngày 23 tháng 8 năm 1939, Hitler và Stalin đã ký một hiệp ước bảo đảm an toàn cho biên giới phía đông Đức và đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu chiến lược khổng lồ nằm trong một hiệp định thương mại được ký sau đó. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Quốc xã là Ribbentrop báo cáo Hitler về chuyến thăm Moscow. Hitler hoàn hỷ. Bây giờ ông thế giới. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Hitler tấn công Ba Lan từ phía tây. Ba Lan tuyệt vọng chiến đấu chống lại Đức Quốc xã. Nhưng sau đó vào ngày 17 tháng 9, Ba Lan bị tấn công bất ngờ từ phía đông bởi Liên Xô. Theo tất cả các quy tắc của luật pháp quốc tế, quyết định của chính phủ Liên Xô chiếm đóng Ba Lan rõ ràng là một hành động xâm lược. Расцениваться никак иначе, как так сказать, совершение агрессии. Máy bay của không quân Đức ném bom các thành phố của Ba Lan và trạm vô tuyến của Liên Xô đặt tại Minsk đã hướng dẫn chúng đến các mục tiêu. Hồng quân năm 1939. Lúc ấy Hồng quân trông khác hẳn. Họ đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai bên cạnh lực lượng SS. Người dân địa phương không thể phân biệt được ai là ai. Vì vậy, để bảo đảm, họ thường chào đón cả hai. Quân đội Đức gặp Hồng quân ở miền trung Ba Lan và hai con quái vật độc tài Đức và Liên Xô chia đôi quốc gia này. Báo chí Xô Viết mô tả đây là cuộc chiến chống lại phát xít Ba Lan. Những người yêu hòa bình ở Đức Quốc xã và Liên Xô đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít Ba Lan hiếu chiến. Nhưng thế giới đã không biết rằng cả hai kẻ độc tài đã đi đến thỏa thuận. Những vấn đề lớn hơn là việc phân chia Ba Lan. Trong một thỏa thuận bí mật được ký kết tại Điện Kremlin một tuần trước khi chiến tranh nổ ra, Hitler và Stalin đã đồng ý việc phân chia cả châu Âu.
Ban đầu đề xuất của Ribbentrop không đề cập đến việc này. Mặc dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chính Stalin đã là người đề xuất thỏa thuận bí mật này. Chúng tôi đã phủ nhận nó bởi vì nó mang đầy tính gây hấn. Đảng Cộng sản không thể nào ký những thỏa thuận như thế. Vì vậy, chúng tôi đã phản đối nghị định bí mật này đến phút chót. Theo nghị định mật thì Hitler đã bật đèn xanh cho Stalin chiếm đóng một số quốc gia châu Âu. Quốc gia đầu tiên trong danh sách là Phần Lan. Khi máy bay đầu tiên ném bom Helsinki trong tháng 11 năm 1939, người dân Phần Lan cho đấy là máy bay Nga lạc đường và bắn phá nhầm Helsinki. Nhưng máy bay ném bom Liên Xô lại tiếp tục nhắm vào Helsinki. Thành phố tiếp tục bị phá hủy. Bạn cảm thấy nhịp tim của bạn đập nhanh hơn chứng kiến những tòa nhà sụp đổ khi bom nổ. Moscow cáo buộc Phần Lan là một chế độ phát xít và phát động một cuộc tấn công lớn bằng đường bộ. Đây là một thất bại thảm hại. Người Nga thiệt hại khoảng 300.000 người, chết vì lạnh và bị thương. Phần Lan bé nhỏ đã chống lại quân đội lớn nhất thế giới một cách phi thường, nhưng với một cái giá quá lớn. Cha tôi mất 4 người anh em trong một cuộc chiến đó. 4. Đó là quá nhiều cho một gia đình. Đó là cái giá chúng tôi phải trả để bảo vệ xã hội dân chủ của chúng tôi. Cờ Phần Lan tiếp tục bay. Dù phải đi qua thung lũng tử thần, dù có thể mất tự do và lãnh thổ, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Lại thêm một cuộc công kích vào Helsinki. Chúng ta đang chứng kiến cảnh bay đầy nguy hiểm khi trẻ em di chuyển xuống hầm trú ẩn để tránh bom. Người dân trốn sau những bức tường để tránh tử thần từ trên không. Đây là một cuộc chiến tranh nhằm tiêu diệt phụ nữ và trẻ em. Người Nga đang rút khỏi những ngôi làng lạnh giá. Nếu họ không thắng nổi, họ cũng bị phá hủy toàn bộ. Do Liên Xô xâm lược thô bạo Phần Lan, Liên Xô đã bị trục xuất khỏi Quốc hội Liên. Tuyên truyền của Kremlin về cuộc chiến chống lại phát xít Phần Lan đã không được chú ý. Chỉ có 3 quốc gia bị lên án bởi Quốc hội Liên là gây hấn và xâm lược: militaristic Japan, Nhật Bản quân phiệt, fascist Italy, phát xít Ý, and Nazi Germany, và Đức Quốc xã. Now they were joined. Bây giờ Liên Xô gia nhập với nhóm trên. In Europe, the Soviet Union had only one ally left. Liên Xô chỉ còn lại một đồng minh: Hitler. Hitler phát động một cuộc chiến tranh chớp nhoáng về phía Tây. Đức Quốc xã chiếm đóng Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg. Na Uy đã bị chiếm đóng với sự hỗ trợ trực tiếp của Liên Xô. Stalin đã cho phép Đức Quốc xã sử dụng một căn cứ hải quân gần Murmansk để Hitler đưa cuộc tấn công Na Uy. Khi Berlin quyết định kết thúc việc sử dụng căn cứ này, Đô đốc người Đức Breder đã viết một bức thư gửi tư lệnh hải quân Liên Xô Kuznetsov, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về việc đã hỗ trợ hải quân Đức. Stalin đã viết cho Bộ trưởng Ngoại giao Đức Quốc xã Ribbentrop: tình hữu nghị giữa Đức và Liên Xô được bảo đảm bằng máu. Hiển nhiên là máu các nạn nhân của Liên Xô và Đức Quốc xã. Và đó thực sự là tình hữu nghị. Các sĩ quan Liên Xô và Đức Quốc xã gặp nhau và thảo luận về tiến trình của cuộc chiến. Lúc này là tháng 12 năm 1939. Tiến trình vẫn tốt,
và triển vọng còn tốt hơn. Đó là lý do tốt để ăn mừng. Liên Xô đã trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho cỗ máy chiến tranh Đức Quốc xã. Hàng ngàn tấn dầu, quặng sắt và vật liệu xây dựng. Thậm chí cả những đoàn xe lửa chở đầy lúa mì Liên Xô cũng được gửi đến cho quân đội Đức. Trong khi những người dân Xô Viết đang đói, thì chính phủ của họ cung cấp lương thực cho Hitler. Liên Xô còn đi xa hơn nữa. Họ còn thuyết phục các đảng cộng sản ở châu Âu phá hoại phong trào kháng chiến và hỗ trợ Đức Quốc xã. Công nhân thành phố Paris vui vẻ trò chuyện với các binh sĩ Đức như bạn bè trên đường phố hay trong các quán cà phê. Làm tốt lắm các đồng chí, cứ tiếp tục như vậy nhé. Dưới sự bóc lột của giai cấp tư sản, tình huynh đệ giữa con người luôn là một hy vọng háo huyền, nhưng nay đã thành sự thật. Đảng Cộng sản Pháp đã nói những điều này vào tháng 7 năm 1940. Giờ đây Đảng Cộng sản nói rằng họ đã chống lại Đức Quốc xã từ trước năm 1941, thời điểm Liên Xô bị Hitler tấn công. Trên thực tế, họ chống lại chính phủ của thống chế Petain hơn là chống lại người Đức. Maréchal Pétain's government more than the German. Tháng 6 năm 1940, Hitler nghiền nát nước Pháp, trong khi đó Stalin chiếm Lithuania, Latvia và Estonia. Quốc gia duy nhất còn lại ở châu Âu chống lại Hitler là nước Anh. Nếu nước Anh đầu hàng, phe trục sẽ giành quyền kiểm soát châu Âu lục địa, châu Á, châu Phi, châu Úc và các vùng biển. Và họ sẽ giành được các vị trí chiến lược để sử dụng nguồn tài nguyên quân sự và hàng hải khổng lồ cho các hoạt động kiểm soát toàn bộ bán cầu này. Tổng thống Mỹ Roosevelt xem Liên Xô như một nước thuộc phe trục. Ai cũng thấy quá rõ ràng là Stalin đã từng thuộc phe phát xít. Thủ tướng Liên Xô Molotov đã đến Berlin để thương lượng về việc phân chia quyền lực thời hậu chiến. Ông ta viết một bản danh sách các vùng lãnh thổ mà Liên Xô quan tâm đến. Có lẽ ông đang nói về các lợi thế của chủ nghĩa phát xít, vì chính thủ tướng Liên Xô Molotov chứ không phải Rebel từng cảnh báo phương Tây không nên chiến đấu chống lại hệ tư tưởng Đức Quốc xã. Còn hơn nữa, trong bài phát biểu với lãnh đạo Xô Viết tối cao tại Điện Kremlin, Molotov tuyên bố rằng đấu tranh chống lại hệ tư tưởng Đức Quốc xã là một tội ác. Bài phát biểu này đã được đăng trên các tờ báo lớn của Liên Xô. Sau này, trang báo đó đã biến mất trong các thư viện công cộng của Liên Xô, cùng với những tuyên bố ủng hộ Đức Quốc xã của chính quyền Xô Viết. Along with many other pro-Nazi statements of the Soviet government. But why was fighting Nazism a crime in the Soviet? Vậy tại sao chống lại Đức Quốc xã lại được xem là tội ác dưới quan điểm của Liên Xô? Because mass killings and concentration camps were based on that ideology. Bởi vì giết người hàng loạt và trại tập trung là cơ sở của hệ tư tưởng này. Lao động sẽ giải phóng bạn, khẩu hiệu tại trại tập trung của Đức Quốc xã. Lao động là vinh quang, khẩu hiệu tại trại tập trung của Xô Viết. Nếu ai đó chống lại hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít, cũng có nghĩa là họ cũng chống lại chế độ Xô Viết. Molotov biết rõ điều này, bởi vì Molotov chính là người đích thân giám sát việc tiêu diệt 7 triệu người Ukraine. Còn Himmler chịu trách nhiệm tiêu diệt người Do Thái. Cả hai đều đồng ý rằng vì lợi ích chung, những nhóm người nào đấy cần phải bị tiêu diệt. Winston Churchill made no secret that to him, Nazi and communist ideologies. Winston Churchill.